Xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối thứ năm ngày 23 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Trong khuôn khổ diễn đàn cao cấp về năng lượng Việt Nam 2020 diễn ra tại thành phố Hà Nội, cuộc hội thảo về phát triển năng lượng tái tạo, trong đó có những vấn đề hạ tầng năng lượng đã thu hút được sự quan tâm của các chuyên gia đầu ngành. Chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng sử dụng triệt để và hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới với mục tiêu tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung đạt khoảng từ 15 đến 20% vào năm 2030 và từ 25 đến 30% vào năm 2045. Với sự thay đổi như vậy, đòi hỏi hạ tầng năng lượng cũng phải chuyển đổi kịp thời. Các chuyên gia của dự án hỗ trợ kỹ thuật ngành năng lượng Việt Nam EU của Liên minh châu Âu cho rằng Việt Nam nên tập trung thu hút các nhà đầu tư bao gồm các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, song song cả về hạ tầng và các ngành năng lượng mới để đảm bảo không bị phát triển lệch, không phát huy tối đa được hiệu quả của phát triển năng lượng mới và thậm chí cần cơ chế riêng cho việc đầu tư hạ tầng năng lượng để đảm bảo hạ tầng phải đi trước nâng đỡ cho nguồn điện.